Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường đại học và cao đẳng phải báo cáo về số lượng thí sinh đã trúng tuyển và thông tin xét tuyển bổ sung nếu có. Ngay sau khi nhận được xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển thì các trường phải cập nhật lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống kê, không để đến khi hết thời hạn xác nhận nhập học mới cập nhật. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau đợt đầu xét tuyển vẫn còn khoảng 40% chỉ tiêu tuyển sinh ứng với khoảng 133.000 suất vào các trường đại học. Đợt 2 xét tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 và kết thúc vào cuối ngày 15 tháng 8.